Đây là bạn nông nghiệp thuộc xã Ngọc Chiến của huyện Mường La. Mùa hoa đang sơn tra đang nở rất là đẹp ở quanh cái làng này, và mời mọi người đi theo dấu chân của A Chu. Bản nậm nghiệp thuộc xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, cách Mộc Châu khoảng 5 tiếng đi xe. Mùa xuân, hoa táo mèo ở đây vô cùng đẹp và quyến rũ. Xin mời mọi người theo dấu chân chúng tôi. Hoa vào làn sương mờ, vương theo làn mây trắng. Hoa ban hoa mai rừng nở bừng muôn sắc xuân. Niềm vùng cao em đây mà gửi thương vào câu ca, đem anh người khách lạ từ miền xuôi tới chơi nhà. Nếu như anh có dịp thì mời anh ghé qua, ghé thăm nơi bản làng người Tây Bắc chúng em. Ông đen ngon lửa hồng vò rượu gần chưa uống đã say, nơi xưa cứ chúng em yên bình nhưng lại đậm một chữ tình. Nếu như anh có dịp dừng đôi chân chút nhà, ghé thăm phiên chợ tình cùng xe duyên chúng mình. Tiếng ca vang núi rừng nhịp nhàng từng câu hát then, mùa xuân tới có bao ngọt ngào trao tình nồng đến cha. Chào một mùa xuân mới muôn hoa khoe sắc như đang đón mời. Vâng, không phải chờ nhiều đâu, biết rồi. Mới trăng miền xuôi tới nơi quê hương Tây Bắc có em đón mời. Vậy sao mà cưỡng lại nổi được, trời ơi. Hoa vào làn sương mờ, vương theo làn mây trắng. Hoa ban hoa mai rừng nở bừng muôn sắc xuân. Miền vùng cao em đây mà gửi thương vào câu ca, đem anh người khách lạ từ miền xuôi tới chơi nhà. Vậy nếu như anh có dịp thì mời anh ghé qua, lửa hồng hoa rượu cần chưa uống đã say, nơi xưa cứ chúng em yên bình nhưng lại đậm một chữ tình. Nếu như anh có dịp dừng đôi chân chút nhanh,